Zika Audio nghe chưa đủ thấy xem phim. Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Và trong những cái đơn hàng mà các em đặt bên em, những cái đơn như là những con Super S1500, đây là đơn của anh Tình này và đơn của anh Viên. Vâng, anh Viên anh ở ngay Thường Tín, Hà Nội. Và cái mẫu S1500 này vừa rồi thì chúng em không về kịp hàng để trao trả cũng như là gửi cho các anh em đã đặt đơn hàng bên chúng em. Thì anh Viên anh rất là kiên nhẫn chờ đợi nhé. Cái này thì em rất là cảm ơn anh Viên đấy. Cảm ơn anh Viên rất là nhiều. Anh xóm 9 thôn Bình Vọng, Thường Tín, Hà Nội này. Anh đặt cái con Super S1500 này cách đây khoảng độ 20 ngày nay rồi. Và chúng em không có hàng để gửi và anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì cái chất lượng của con S1500 nó quá hoàn hảo, nó đem được lại cái lực đánh nhất định để giúp chúng ta có được thêm cái giải siêu trầm subwoofer để chúng ta hỗ trợ với dàn karaoke. Thì ở đây thì anh Viên và những cái đơn này của chúng em đều là bán đồng giá cũng như là giá chuẩn của nó là 5,5 triệu. Như anh Viên anh đã cọc cho em 300.000 đồng từ cách đây 20 ngày rồi. Còn anh Tình thì anh vừa chuyển cho em một số tiền nhất định, thì số tiền còn lại là 4,8 triệu. Thì các em có thể nhìn thấy cái đơn hàng chênh lệch nhau là do cái tiền chuyển cọc các anh em có chuyển cho chúng em. Nên là giá thì chúng em bán luôn luôn là một cái mức giá cố định niêm yết của công ty, đó là 5,5 triệu một con loa Super S1500. Em sẽ quay sơ về cho S1500 đây. S1500 thì nó vẫn là cái ngôn ngữ thiết kế của các anh em có thể nhìn thấy, nó là dạng đen sần, sơn rất là chi tiết. Cái ê căng bằng sắt này đó, và cái mặt sau của nó đây, em quay ra mặt sau. Mặt sau của nó thì các anh em có thể nhìn thấy ở mặt sau thì nó là dây nguồn ở trên, volume to nhỏ, đường vào input của Canon, Newtrik, đường vào input của Newtrik này. Người ta có thể đánh được đường Newtrik, 2-11 put và line hoa sen đây. S1500 với công suất của nó hiện tại đánh ra 1000W và nó có những cái thông số rất là ok nhá. Đó là 20Hz xuống rất là sâu cho đến 150Hz này. Độ nhạy là 101dB. Decibel đấy, 8 trở thành 8 ohm. Quá tuyệt vời, một cái mẫu súp và có cọc chống để chúng ta dựng loa cây. Quá tuyệt vời phải không? Ok. Hiện tại em đang test con bên này thì tí em sẽ chuyển sang con bên này thì các anh em có thể là đeo tai nghe và để em tăng volume lên nhá. Về cái lỗ thông hơi của nó thì dạng 3 lỗ rất là chắc chắn khỏe khoắn. Con này thì nó thiên về cái dòng sự kiện cũng như là đánh ngoài trời. Em sẽ chuyển sang, chờ chút em sẽ chuyển sang con bên này. Thì em sẽ chuyển bản nhạc nha, em sẽ chuyển bản nhạc sôi động để đánh luôn. Chờ em một chút, em chuyển luôn bản này. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.